Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục về chủ đề đó là review và trải nghiệm đội hình nha anh em nhé. Thì như anh em đã biết thì trong phiên bản đợt Big Soccer 2020 này thì chúng ta không thể review, chúng ta không thể mua một cái cầu thủ một cách tùy tiện nữa. Như bản 2019 thì chúng ta có thể là mở bản full thị trường chuyển nhượng, rồi chúng ta mua, rồi chúng ta thích mua cầu thủ nào thì mua. Có phiên bản này thì chúng ta phải tìm bằng những trận đấu, những thoát ra vào lại này, hoặc là thi đấu những trận đấu hết cả một trận đấu thì chúng ta mới tìm được những cầu thủ mà chúng ta cần. Cho nên là cái việc mà làm được một cái đội hình ngon như thế này là một điều rất là khó khăn và rất là hiếm luôn. Chắc là hiện tại thì có mỗi mình là sưu tập cái đội hình này, mấy cái đội hình như kiểu này. Đó là cái đội hình hôm nay mình muốn review cho anh em. Như tôi để video thì anh em đã biết rồi, đó là đội hình của các cầu thủ cao to và khỏe mạnh trong đội Big Soccer 2020. Và cái việc mua bán hàng trong đầu đây soccer của mình vẫn được tiếp tục nhá. Anh em nào có thiện chí một cái hàng này thì anh em liên hệ với mình. Số alo nó sẽ hiện dưới phần mô tả này. Anh em nào muốn mua cái hàng ngon này, nhanh tay là cũng hết. Nhanh tay còn là kéo hết luôn, bởi vì hàng rất là ngon anh em ạ. Nên là anh em hãy liên hệ nhanh mình để sở hữu cái hàng ngon này, để có một cái nick độc nhất vô nhị như cái nick đội hình tuần này chân anh em ạ. Đấy, anh em mua bán cây vàng gì hay cứ liên hệ vào số alo dưới nhá. Thì đây là cái đội hình của chúng ta đang mình hôm nay mình muốn review cho anh em xem. Bây giờ thì mình sẽ phải nâng lại thể lực cho nó đã. Ok, như vậy đây thể lực rồi. Và mình sơ suất một chút là mình đã không nâng cấp được một số cầu thủ hết anh ạ. Ví dụ là cái tiền đạo này mình chưa nâng cấp được. Đấy. Thì cái đội hình chính ở trong các cầu thủ sẽ đá chính ở trong cái đội hình hôm nay là đầu tiên mình sẽ sử dụng các cầu thủ cao nhất game nhá. Đầu tiên sẽ là các cầu thủ cao nhất game đã. Còn ở phần dự bị là những cầu thủ cũng khá là cao trong game nhưng mà thấp hơn. Nhưng mà đây là những cầu thủ nổi tiếng sẽ ở phần dự bị nhá. Cái này mình sẽ để sau này. Còn hôm nay ở phần chính của chúng ta sẽ là những cầu thủ cao nhất game. Đấy, mình nói cho anh em dễ hiểu như vậy. Đội hình cao nhất game mình sẽ để đội hình chính này. Còn những cầu thủ mà nổi tiếng á, mà cũng có chiều cao tốt trên 1m9 thì mình cũng để ở phần dự bị. Đấy. Đầu tiên, đây là Lasina Chao và Makinok. Đây là hai cầu thủ mà chúng ta đã làm mưa làm gió ở những phiên bản Davis Soccer 2019-2018 trước. Bởi vì từ trước thì những người sưu tập những đội hình cao to này bản 2018-2019 nó rộ lên là chơi cái đội hình cao to để chơi đồng ngược ấy. Đấy. Thì hai cầu thủ này cũng rất là nổi tiếng này. Hai cầu thủ này, một cầu thủ cao 2m03, một cầu thủ cao 2m01. Ok, đấy là ở hàng tiền đạo. Tiếp theo, bộ đôi tiền vệ trung tâm đó là CDB và DAB. Thì cũng hai cầu thủ người Pháp, một cầu thủ cao 1m99, một cầu thủ cao 1m97 anh em ạ. Đấy. Thì cái đội hình này em sử dụng các cầu thủ đều cao 1m95 hết nhá. Tất cả cầu thủ đều cao 1m95 trở lên. Đây là Koulibaly 1m97 anh em ạ. Còn đây là Westwood 1m97 tiếp. Đấy là bộ tứ tiền vệ. Còn bộ đôi tiền trung vệ sẽ là hai cầu thủ Vestergaard và Coates. Hai cầu thủ này đều cao 1m99 hết. Chiều cao rất là khủng luôn. Bộ đội trung vệ này mà đem thi đấu thì không còn gì để chê nữa. Tiếp theo hai hậu vệ cánh đó là Milenkovic và Skrut. Hai cầu thủ này, một cầu thủ cao 1m95 là cầu thủ thấp nhất trong đội hình này. Đây, 1m95 là cầu thủ thấp nhất trong đội hình này. Và đây là Skrut 1m97 là cầu thủ cũng khá là cao. Còn thủ môn thì mới là cầu thủ cao nhất game, đó là Coates Fantimon. Anh em ạ, anh em đợi chút. Nó hơi lỗi chứ. Coates Fantimon là cầu thủ mà cao nhất trong game này với chiều cao đó là 2m04. Ok. Thì đấy là cái đội hình chính, đội hình mà mình hôm nay chủ định là review cho anh em đội hình này. Nhưng mình đã rất là tâm lý, mình sẽ cho anh em một cái đội hình nữa. Đó là đội hình của các cầu thủ mà nó không phải cao nhất trong game nhưng mà nó có chiều cao trên 1m9 và là những cầu thủ nổi tiếng. Đấy. Thì tiền đạo sẽ để ba tiền đạo đó là Edin Dzeko, cầu thủ cao 1m93. Erling Haaland, một tiền đạo trẻ cao tới 1m94. Và đây là Ibrahimovic, 1m95. Đấy, ba tiền đạo khá là cao to. Còn những hậu vệ mình sẽ để đó là đây. Harry Maguire, 1m90. Rafael Varane, 1m91 này. Virgil van Dijk, 1m93. Và Pique, 1m92. Còn tiền vệ mình sẽ để đó là Savic, 1m91 này. Và Pogba 1m91. Đấy là những cầu thủ cao 1m9. Còn đâu thì anh em nào như thích cầu thủ nào mà cao to nữa thì anh em hãy mua về nhá. Còn thủ thành sẽ là Courtois
1m98, một cầu thủ nổi tiếng với một chiều cao khá là khủng, đang thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid. Đấy, thì mình quên mất, thì mình thấy Ronaldo thì mình mua luôn anh em ạ. Còn Messi thì mình chưa tìm thấy nên mình chưa mua. Mình cứ để Messi và Ronaldo ở cùng nhau cho nếu mà anh em cần thì anh em sử dụng nhá. Còn như vậy thì đội hình này nó khá là khủng rồi. Anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ nhanh với mình để sở hữu cái app ngon này. Và chúng ta nhá, mình nhắc là cái đội hình này lưu ý là anh em chỉ sử dụng với mục đích đó là chơi đẹp, không sử dụng như với mục đích đó là chơi xấu hay là những cái pha đầu ngược gì. Nếu mà đội hình mà đây là những cái nói chung là nó ứng dụng một cái điều tích cực thì nó trở thành tích cực, còn nếu mà anh em sử dụng với mục đích tiêu cực thì đội hình này khá là tiêu cực. Nhưng mà nói là nó phải nói thật với anh em đó là dù anh em có đội hình ngon như thế nào hay là thế nào đi, đội hình ngon hay là đội hình nhiều chỉ số cao á, thì vẫn không bằng người nào mà có một khả năng kỹ thuật rất là tốt thì chúng ta vẫn không ăn được anh em ạ. Đây là nói thật anh em ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ vào một trận đấu đá online đi. Chơi một trận đấu đá online ở với cái đội hình này xem nó như thế nào, chơi còn nó có bá đạo như lời đồn không. Chúng ta chơi trận đấu này xem nó có như bá đạo như lời đồn không. Đấy, nhìn cao to rất là thích luôn anh em ạ. Nhìn nó sẽ khác biệt với những cầu thủ khác ở trong game. Quên mất mình để ở chế độ nó là Full HD nên nó hơi đơ một chút rồi. Nghe dở rồi anh em ơi, quên mất Milenkovic. Một chuyện khá tốt rồi nhưng mà vẫn chưa tới được đích. Ok, phá sút luôn. Như vậy thì riêng cái việc không chiến trên không thì các cầu thủ của mình là số 1 rồi. Chọc khe, không được rồi, được bạn thân khá là nhanh. Ok, pha chọc khe rất tốt, đây là Mideo. Ok, bởi vì hơi đơ một chút này là khó sút anh em ạ. Mẹ, thời tiết nó hơi bị sương một tí nên là mình hơi khó nhìn một chút. Nhưng mà yên tâm, trận này mình sẽ thắng anh em ạ. Đấy, đủ có cú rất khỏe luôn. Ok, thủ thành Platinum Moon của mình cũng bắt khá là tốt. Với chiều cao khủng như vậy thì 2m3 thì những pha bóng mà tầm cao thì cũng là sở trường của thủ này rồi. Ok, và chuyển hướng tấn công rất là hay. Dẫn bóng thẳng môn luôn anh em ạ. Phần này thì thủ môn có bắt đang chơi nữa. 1-0 như vừa rồi mình. Westbrook là cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở bóng của chúng ta. Một bàn thắng. Đấy, mình sẽ không chơi đầu ngược. Mình sẽ sử dụng đá bình thường thôi anh em ạ. Không sử dụng chiều cao. Không sử dụng chiều cao bằng lợi thế chiều cao của mình để nhìn thấu những pha chơi xấu đầu ngược và mình sẽ chơi phối hợp. Để phần này tạt cánh đâu rồi em nha. Tạt cánh thử nha. Ok, dễ dàng khống chiến luôn. Quá ok anh em ạ. Đây là Nikenok 2-0 rồi. Trận đấu có vẻ khá đơn giản với đội mình rồi. Xa anh em nhé. Đấy, xuất xa cũng khá là ok. Có lẽ mình sẽ giải quyết trận đấu này trong hiệp thứ hai thôi. Giờ kết nốt. Ok, chơi được hiệp thứ hai. Hãy để mới lạ thì mình sẽ sử dụng những cầu thủ nổi tiếng em nhé. Để cho Zlatan vào đi. Zlatan và Erling Haaland, hai cầu thủ cao to vào được. Tiếp theo cho là Pogba đi. Đấy. Thì vậy, chúng ta sẽ thử kết hợp hai đội hình này sẽ như thế nào anh em nhé. Sao có bá đạo nhưng chúng ta đã từng nghĩ không? Ibra mà riêng đá đội hình này thì quá déo rồi anh em ạ. Quá ok rồi, không có gì để chê cả. Vì Ibra có một chiều cao khá là ưng ý rồi. Chiều cao Ibra là một chiều cao mơ ước của các cầu thủ rồi.
không cần phải cao quá, nhưng mà 1m95 là quá đủ với phẩm chất của một tiền đạo nữa. Đấy, tốc độ nữa anh em ạ, tốc độ rất tốt. Ok, bàn thắng thứ ba, một điều đơn giản luôn. Ibra không sút và Ibra chuyền, sử dụng tốc độ của mình với một lão tướng gần 40 tuổi rồi, gần 40 tuổi rồi, nhưng mà tốc độ ở trong game của Ibra vẫn khá là ok. Và đặc biệt hơn nữa là có khả năng thuận hai chân anh em ạ, đây cầu thủ một thuận hai chân trong game, nên là dứt điểm mà sút xa thì làm cái thứ vũ khí mà lợi hại rồi. Còn Erling Haaland sẽ là cầu thủ mà chúng ta mình nghĩ là sẽ được cập nhật những cái thay đổi về chỉ số cũng như là khuôn mặt để cho những cái phiên bản tới đây. Chu Sa rất tốt luôn anh em ạ, không có gì điểm để chê với khả năng dứt điểm của Ibra được, quá là hoàn hảo. Một thủ sở hữu một cái bản năng sát thủ, khi anh thi đấu ở đội bóng nào thì đương nhiên là danh hiệu vua phá lưới ở giải đấu đấy sẽ thuộc về Ibra, hoặc là cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất đội anh em ạ. Tiếp tục là Ibra xoay sở giữa số đông và phòng ngự đội bạn. Thủ môn của mình đã làm chủ được tình hình rồi. Tiếp tục một pha chọc khe rất là tốt, đây là Erling Haaland. Bàn thắng thứ 5 không? Đơn giản đối với Erling Haaland, một bản năng sát thủ của Erling Haaland đã kiểm chứng với những trận đấu mà anh thi đấu. Và 5-0. Tỷ số như một set tennis. Không thể qua được trung vệ cao to của mình, Vestergaard. Ok, như vậy trận đấu đã kết thúc và mình đã giành chiến thắng tỷ số 5-0. Một chiến thắng khá đơn giản. Đến đây thì video của mình cũng xin kết thúc nha. Anh em thấy video của mình hay thì hãy like, share và ủng hộ mình để mình đạt đến những cột mốc mới trong cái con đường làm YouTube của mình, và mình sẽ tặng ạc cho anh em là những cho những anh em nào cần anh em nhé. Ok, bây giờ mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật là vui vẻ. Bye bye. We'll be right back.